quỷ của bà này. Nó tên là Aladdin ha. Aladdin 1001 Ancution Fitness. Đây là bản được in lại từ một bản rất là lâu lắm rồi, nên cái mặt bắt nó rất là khác. Và trên sử dụng loại giấy Ancution Fitness khác cho loại giấy đặc trưng của Aladdin, đó là Smoke Fitness ha. Bạn có thể thấy những cái khác như là có dòng chữ 1808 Vintage Series. Rồi, xung quanh đây không in chất liệu giấy, không in chất liệu giấy như là cơ bản của Aladdin, và in chất liệu giấy trên đây Ancution Fitness. Tem thế này là cái bát của nó. Cái bát của nó rất thiết kế rất là hay, cô sẽ rất là thích cái bát này. Thiết kế theo kiểu phân bát. Và trên thị trường thì cô sẽ cũng không rõ lắm, nhưng mà bán 200 mấy. Nhưng mà các bạn có thể tìm mua giá rẻ hơn rất là nhiều đối với bộ màu xanh. Xin cô sẽ cho các bạn địa chỉ nha. Ok. Đây là mình sẽ nói về bộ bài này. 4 lá tặng kèm là đây. Mình có 4 lá tặng kèm. Thứ nhất là một lá plung, rất là thích, rất là hay ho. Một lá gọi là lịch sử của các loại Aladdin, Aladdin gì đó, Create3 gì đó. Ngoài ra các bạn có thể thấy tên là Aladdin 1004, người sẽ mới biết loại này có tồn tại. Ok, lịch sử của nó. Tiếp theo là hai lá Joker, vẫn như như cũ. Bát của nó đây, bát của nó được thiết kế theo kiểu circle bát các bạn nhé. Nó mà spin ra thì các bạn có thấy có những hiệu ứng rất là hay, xoay tròn ha. Rồi, là con ác của nó thì cũng không thay đổi gì nhiều cho lắm. Con ác của nó thì giống như như cổ đó, tôi sẽ cũng không có kiếm làm gì. Where is ác? No space. Mất con ác à? Mà đó. Ok, đây là con ác của nó, rất cơ bản như cũ. Rồi, phần này cô sẽ không nói nhiều nữa. Đó là màu của nó thì màu sậm một chút, giống như Harry Levin. Ngoài ra cũng không gì khác biệt, standard và sậm một chút. Cô sẽ nói về phần chất lượng của bài. Mùa bài này cô sẽ thấy rất là tốt, thật sự tốt. Bởi vì cái độ handling của nó với lại cái độ riêng biệt nữa là từng lá bài nó không có bám gì như nhau, nó rất là stress và nó rất là trơn, không phải trơn đó mà nó không có bám dính vào nhau, nó từng lá nó có cảm giác rất là hay. Để được mà cái cảm giác đó thì các bạn cứ nhìn thấy ở cái gáy bài nó rất là phẳng. Đây, những cái gáy bài phẳng này thường có trong những bộ Monat hay là bộ Infinity, có nghĩa là ta phải cảm nhận từng lá thì nó rất thích hợp cho mình xài những cái dạng như là Pinky Cow. Ví dụ Pinky Cow có 4 lá, ok. Đó, Pinky Cow 4 lá, Pinky Cow 3 lá hay là 5 lá gì đó, 1, 2, 3. Ok, nhìn cái đứa feel nó rất là tốt. Và chất liệu giấy thì khá là dày, dày và nở, rất là nở. Nhưng mà thì nó không ảnh hưởng gì do cái cạnh của nó, sẽ rất cái cạnh của nó rất là mềm và hay ho. Các bạn có thể thấy là mình tan rất là đều, ripple, thậm chí là string rất là êm, phải nói êm. Các bạn sẽ không thấy ngay cái cạnh rất là êm. Khi mà stretch ra thì thấy nó rất là đều, là nó thế này ha, nhìn rất là hay ho. Ngoài ra mình sẽ paro cho các bạn cái pop. Đó, các bạn có thể thấy là khi mà chất lượng bài mà cái cạnh nó đều thì mình làm rất là dễ dàng. Đó, các bạn có thể thấy paro rất là đều. Đây là một bài tốt các bạn có thể sở hữu. Phiên bản màu xanh thì Lucy đã nói ngay ban đầu thì nó rẻ hơn phiên bản màu đỏ rất là nhiều. Thì tôi không hiểu như thế nào, nhưng các bạn hãy liên hệ địa chỉ dưới đây để mà biết được giá chính thức của nó ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn một bài khác. Đây là bài rất là thú vị, các bạn hãy